Chào các bác, đối với những ai mà đang tìm hiểu và đang muốn trồng cây chay ruột đỏ thì ở video này mọi người sẽ tiếp cận được với những cây chay đảm bảo chất lượng và cao khỏe từ 60 đến 80 phân, thậm chí 1 mét như thế này. Đây, lấy một cây cho mọi người xem, hơi cây thuận tiện. Cây này sang bầu to rồi, dễ bám hơi sâu. Đó, đây. Bầu này chúng tôi sang bầu to hết rồi. Cây như này thì mọi người trồng đảm bảo thoải mái. Những cây này thì lựa chọn cho các bác, chúng ta muốn trồng nó nhanh thu quả hơn thì chúng ta có thể lựa chọn những cây to như này. Giá thì đương nhiên nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với những cây bé, bầu bé mà tôi giới thiệu ở video hôm trước. Chay ruột đỏ thì mọi người phải chú ý là mua đúng chủng loại cây chay ruột lõi đỏ. Mua thì thị trường hiện nay nó bán giả nhiều lắm. Chúng ta toàn mua phải những cây gì về trồng nó không ra quả, trồng vài năm mất thời gian. Các bác, đối với những người có tuổi, các bác chú ý, chúng ta tìm hiểu, chúng ta xem được những video tôi chia sẻ này, nó phải thực tế. Chúng ta mua cây thì nó phải yên tâm. Đây, bên này còn rất nhiều này. Cây cao hơn khoảng mét, hơn 1 mét rồi này. Đó, thời gian ra quả thì đối với cây to này nó nhanh hơn được khoảng 1 năm so với những cây con. Những cây này nó mất hơn 1 năm nó mới lớn được như thế này. Thì thời gian nó ra quả nó dao động từ khoảng 3 năm nữa. Và nó sẽ ra được quả, những cây chay ruột đỏ như thế này. 3 đến 4 năm. Sản lượng quả của chay ruột đỏ nó khá là cao. Về chay này thì nó cũng không có quá nhiều thứ để nói. Về chay ruột đỏ này chỉ muốn là làm cái video thực tế để chia sẻ về cây giống, hình ảnh cây giống. Đó, và về chuẩn giống, chuẩn chỉ như nào, kích thước cây để các bác là nắm bắt được. Chúng tôi thì phát triển song song cả những cây ăn quả, những cây dòng nông sản này để phát triển một phần nào đấy cho ngành nông lâm nghiệp của Việt Nam chúng ta có thể phát triển được. Và các bác bà con ở những tỉnh thành xa xôi hoặc ở những trong bản làng không thể tiếp cận được với những đơn vị bán cây giống ở bên ngoài thì chúng ta có thể xem được những video này thì liên hệ cho tôi, nhấc máy điện thoại gọi ngay cho tôi. Bởi vì hiện nay thì ai cũng sẽ có điện thoại và ở đâu thì cũng có phủ sóng hết, và chúng ta có thể dễ dàng liên hệ được với chúng tôi để được có thể mua được những cây giống như thế này. Nếu với số lượng lớn hay số lượng lẻ như thế nào, chúng tôi sẽ bố trí cái phương án gửi cây nó phù hợp nhất cho các bác. Miền Bắc thì sẽ dễ gửi hơn, miền Nam thì chúng tôi phải cân đối cái cách vận chuyển đối với những cây to như này. Một bầu này nó nặng đâu đó vào khoảng là hơn 3 cân. Cây thì chả bao nhiêu đâu, nhưng mà bầu đất này nó nặng, to nặng. Nên nhưng phải có bầu đất này mới đảm bảo. Còn nhiều nơi đánh bầu lên, có nhiều nơi là có ủ bầu đánh bầu. Tuy nhiên những cây như thế nó hay bị chột. Các bác trồng những cây đấy nó không được đảm bảo. Thì chúng ta lựa chọn trồng những cây có bầu như này nó yên tâm hơn, khỏe chắc chắn, dễ đây này, thoải mái rồi. Đó. Chia sẻ nhanh và ngắn gọn vậy thôi. Các bác nếu có nhu cầu cần phát triển cây chay lõi ruột đỏ với kích thước từ cây giống nhỏ 20-30 phân đến 1 mét như này thì mọi người liên hệ cho tôi là Hải theo số điện thoại 0397-28951. Và vườn giống của chúng tôi đang phát triển tại khu vực Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, một trong những vườn giống lớn nhất tại miền Bắc nước ta. Các bác đến có thể tham quan trực tiếp tại khu vực vườn chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngắn này của tôi chia sẻ về cây chay lõi ruột đỏ này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.